có lạnh nè, đủ hết. Uống luôn mà. À, xin đông mũi nha anh em. Đây. Tôm tôm còn nhảy sôi sói luôn á. Nè. Đây cảnh quê hương của mình nha. Để ngoài đi, để ngoài đó mà không có đó. Nhìn mũi nè Shen. Tôm tái chanh. Không phải là tái chanh, không phải là tôm tấm chanh. U da nhảy ngoài luôn rồi, nhảy vô trong lại. Con nào rồi? Con nào mới nhảy rồi? Đó là, đó. Em ăn cái con này nè anh. Con đó con gì vậy? Kim mấy cục phải không? Không rồi, ăn hoài rồi về mua cái con đó. Là tính mua cái hàng ruột á mà không còn gì, vẫn còn con này không giờ mua này mua gì. Giờ em ăn cho anh coi cái rồi. Không mua này mua gì vậy? Hello mọi người đi. Hello mọi người nha. Có được rồi. Nhiễu chảy ồ được rồi. Xa dặn khách quan luôn á. Dạ hả? Nào đầy vô mà tắt. Dặn khách quan rồi đó. Ngon. Gì chưa bác? Còn dư hay đâu hả? Lấy giết. Tâm. Còn mốt hả? Mốt đâm hả? Mốt lấy giết đâm. Nhớ chơi độc trời. Này ngăn ngăn vậy này xin, để đứng vậy này xin. Lủng hai này nè. Không đâu có vô. Không chảy luôn. Tại vì còn hơi. Còn hơi trên. Này xin để hai này lông vô xin. Trời. Trời ơi. Này ai xin vứt một con tôm nhảy sôi sói luôn nha anh em. Đó. Thôi. Chín cho bộ. Đó gà xin đang đây. Cái gì? Chanh lại chín à. Tôm. Thằng này chụp xa xa nha bà con. Lấy kiếng lửa. Ăn này hả? Lửa hả trời? Dạ. Gao nè. Ờ để rau cho anh em ăn chứ. Đầu, vô lá tía tô nha. Đây lá tía tô. Cái nào? Cái này của tem mình nha anh em. Tem mình là hồi xưa giờ luôn. Là Asin với Kiều Đại Gia nha. Đây Kiều Đại Gia đây đó đó. Rồi Asin đây. Đó. Còn đây chủ kênh quay tôm, quay. Hello chủ kênh đi. Còn đây con của chủ kênh. Đây là bỏ tôm nhai luôn trước nha. Đây. Đó tôm sống luôn. Tôm đang nhảy sôi sối luôn nha anh em. Anh em có yêu thích thì mình cho mình một like và một đăng ký và một share. Các bạn đồng hành ăn tôm sống luôn ha anh kìa. Đây. Đó. Cặp tôm sống đây. Rồi anh em á. Đây. Lắc mình lắc. Sao anh em? Cảm giác sao ai xin? Cảm giác con tôm nó chua quá. Chua chua tới chồng. Đó thử con ơi. Gạch son không sợ. Tôm này gạch son. Cái đầu nhức đầu nha. Đi ăn con ơi. Đây. Nhức cái đầu nha anh em. Tay nắp cửa, tay vịn cầu thang, mặt bàn ghế, tay nhà, băng xà phòng hoặc các chất tẩy rửa thông thường. Sao cho cái cảm giác rồi anh xin?
quá ngon. Ta đâu có ăn cơm nữa đâu. Nó hấm dầu trên tôm nó chua quá. Anh nói em thèm nè anh xin. Quá trời thèm mà chưa ăn miếng nào chứ. Cho ăn cơm trời. Đó, bà không cơm trời. Chưa. Con này đó à. Con ngoe nè. Vô. Bỏ người bọc quá. Ây da nó kẹp. Ây da. Nó còn sống luôn á chứ mà giỡn nha anh em nè. Đây 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 đây. Anh em không tin. Đây 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 đó, thấy không? Đây này còn nè, chanh nè. Đây đây đây. Đây là tôm sống á. Để anh em không anh em không tin là tôm sống đàng hoàng nha. Nè, nè, chanh nè, đó. Đó. À. À, vô bún nè. Nè không, còn sống đàng hoàng. Còn que đó đây. Còn que luôn anh em là của chủ kênh nha, khả năng. Tại vì hổng gầy chủ kênh không ít ăn quá mình không quay được. Vô. Bên đây mới bỏ đi. Ui da, ui da, kẹp nữa rồi, ui da. Mẹ cặn nó đi. Mẹ chăm con đi cắn cái càng nó cái. Ui da. Cả cái giật cái hả? Xuống thịt đi. Cắn cái càng nó trước đi. Ta ăn gì nè, ta chỉ nè. Muốn ăn gì không kẹp cắn không? Đó. Rồi đó. Hán. Rồi chấm ăn cái này. Không cảm không biết. Lần đầu tiên ghé ăn tôm tới chân. Nè bún nè, bún nè. Ông bún nè. Ngon đàn mới hả vô. Chờ hấp vô. Mới bún rồi. Mấy năng anh em ăn cái cách khác, tôi ăn cái cách khác nha. Tôi ăn là không dĩ được luôn. Mà ăn mau hơn nữa mấy anh nữa. Ủa. Sao cảm giác sao? Cảm giác sao? Chua. Chua. Rồi ngọt không? Có ngọt giòn, không? Nó giòn giòn. Giòn mà có ngọt không? Không. Như kỳ vậy? Cái muối ớt của thằng ấy nặng chanh chua quá à. Vậy là tôm giả hả? Chua quá à. Đâm nốt cái đầu luôn nè. Đâu? Ta cắn luôn khối lột. Chơi gì mới sốc. Quay đây, nè, ổng rồi. Ừ. Ngon không? Chấm nhiều quá chua. Sao chua? Thịt thì nó giòn. Rồi má lai nghe anh em. Ok không má lai nè. Chút vô giống thích nó vô giống hái rau 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 gì rau tàu bay. Bạn này nè, đồn sống là đang đây này. Ông ăn kìa, ông nuốt nước miếng rồi. Có chưa từ từ, tôi chưa thèm đâu. Cãi nó đi, mình làm như làm. Mày tía đi. Ây da. Nem lắm. Đây. Tao còn sống luôn. Đây. Đây không ăn luôn á. Thấy không? Ông không có lần nhỏ. Anh em ăn mà thằng ăn không ăn mình trước. Đây, bẻ cái đầu cái đây. Bẻ gầu trước. Bẻ càng trước. Chấm nào mà ăn con tôm tao mới lột có trứng tao mới cắn rồi nào ăn là nó chết rồi. Sáng tới mày giờ nó ai rồi? Nó chết tới hai con rồi mày. Rồi. Nó đạp trời. Nó ăn cơm sống ăn gì đó. Ta ăn cái này á là ta ăn cơm sống là lá tế tô. Rau cải nồng. Rí đúng bài của nó là ba loại. Cho chấm ké miếng à. Bún đầu mà dành nên nè đỏ hết nè. Đỏ dần đó bún nè. Không một giỏ luôn. Không mình anh em ơi. Sống mà giỏ vậy. Cháu qua. Tụm con nghe anh em. Mày tái quá rồi. Tôm này mày ăn gì đúng đó mày. Ừ. Từ xảy ra từ ngày thứ ba đến ngày thứ bảy, nếu bạn nhận thấy bọt hoặc vài chuyển tiến thể đơn thì dù như đến ngày tái khám, bạn cần công việc liền, dù phải cấp tốc đưa thẻ đến bệnh viện, trạm y tế, xã Hòa. Cái này á, nãy mình làm đẹp á, nên cái mông mình cứ sắp cao chứ. Ừ, hơn bò tạc nữa nồng. Đang lột nghe anh em. Đang lột cơm. Nhắc mấy cái giò đó. Đây là quay miếng hộp.
Đụng cái tay hoài giống nhất đi nè. Lụm miếng bia trước đi, ăn sao nghe anh em. Đúng nghe anh em. Với mình là làm gì làm mà không có cái này là không được nha anh em. Nó bị sình bụng quá. Ú quất bụng luôn á. Có này hiện cái bụng còn hơi thơm thơm. Đồ cãi nha. Đấy. Đó, tô. Anh em khác thì khác, còn anh em lui đi nhậu rồi, anh em tôi còn đi thu hoạch đó các bạn. Còn đi thu hoạch đó, tại vì còn đi hái hành đó. Ăn sống là phải có ngò gí đó, tô, lá cải, xanh lấp nồng, ba loại này là mới có được. Chục công đắc hạnh này chắc hái mỗi giờ dữ anh ha. Gí nha. Nữa anh còn tính mướn công nhân, nhưng mà giờ không mướn. Người nhà mình hái cho nó cho đẹp. Vậy không tôm nè, không quấy. Đây tôm tái đây. Chấm ớt. Đây vô. Ngắt cái đầu bỏ. Ăn sao làm đau quá. Ăn cái bán thức cảm giác là rồi không? Cái mình cuốn rồi. Mình đầu. Nếu cái hầm anh này cũng bự ghê ha. Ông này cạp thế, chắc cạp dữ lắm. Được mập. Nó lo hả? Thấy nó nhắm đít là biết rồi. Không nói trời. À. Rồi ăn rồi biết có cảm nhận con tôm nó ra sao không? Lấy cái ly rồi, ngon. Nó ngọt, nó giòn, nó béo. Chị lấy ly cho ba. Nè, thấy ông đi. Tại vì ở đây mũi lắm nè, ngứa nè, khỉ nè. Cái này khỉ lâu ban á. Mặt cả mặt cả. Cái đấy nhà mũi được qua. Rồi để chú kênh lấy nhà mũi đây, mũi bằng đêm mũi lắm nha anh em, tại ở đây gần sát gần á. Sao em, sao em, sao ăn sao em? Em đâu có ăn tôm sống đâu anh. Em xong rồi. Em ăn hết chén cơm đi con. Rồi vô ngủ đi. Vậy em ăn con tôm này đi, con tôm có trứng nè. Thôi ăn đi. Ăn đi nè. Thôi. Tao mới lộn con tôm có trứng rồi, nó đẻ rồi, tao mới quay trứng đó, quay nó quất rồi. Thì còn có trứng thì ăn đi, lựa trứng tao ăn đi coi, ăn đi. Nè, tôm lộn nè. Nè, cưng. Ăn tôm lắm. Cưng ăn con cho anh quay coi cưng cảm giác sao. Hồi xưa giờ anh biết cưng không chịu ăn đó. Tôm lộn quá mềm luôn. Ừ, đây, đây. Đây, kẹo đại gia nghe anh em, hồi xưa giờ không chịu ăn tôm. Bữa nay ăn anh em nào thích đó, thì cho mình một like và một đăng ký nha anh em. Chiều đây xưa giờ không chịu ăn mấy thứ này. Có ai lột sẵn thì nó ăn à? Ăn cũng con hai à. Không ăn nhiều. Nó ưa tớ không quay. Vậy thì em ăn cái gì? Em ưa cái gì? Em ưa xúc xích lạp xưởng rồi. Nãy sao không nói đi mua? À, có lột, có tiền đó. Ôi đã. Ngon. Đó, vậy Kiều ăn cà đã không ngon? Có ăn không? Cho ăn. Dám ăn à? Sao không cho? Dì Kiều cho, sao không cho? Dì Kiều cho là cậu xin không có mà dám cản. Nốt mày luôn. Rửa đi anh, mua cho em chăm. Ba cái vậy nó chín á. Giờ này là nó ra nè. Đây, ra chắc nè. Ăn tôm sống là phải ăn gì chứ không cần gói nha anh em. Đây. À. Cha mẹ ông bà làm cư trú cho con cháu trong cái đưa vô bún sạch sạch này anh em. Dạ này nó chín rồi đó, đưa cho bà Ngọc ăn mấy con mạch chín rồi kìa. Hai chồng ăn cho đều đi đừng tối khúc. Kìa nó uống nước kìa anh em, quay nó uống nước kìa anh em, uống nước chua kìa anh em. Cái này uống nước chua nè. Nó rồi nó uống nước chua nè, thấy không? Thấy không? Đó nó đậu bún nè. Nè. Nó uống nước chua không? Nè, rồi lắc lắc uống nước chua nè. Không, tái rồi, tái rồi, tái rồi, tái rồi, tái rồi, chết rồi đó. Tái rồi, tái rồi. Tái rồi. Ông. Gáo vô, gáo vô, gáo vô. Nhớ lên, nhớ lên. Rồi Ngọc. Con này nó tái lắm mà Ngọc ơi, cứng đơ hết nè. Đơ rồi. Con nó là béo rồi. Đuôi đỏ vậy là tái hết rồi. Muốn chín á. Chín tính chứng nghe anh em.
rồi đưa vô nó bún mới giữ nè nè nè, bắt đầu bún nè, mà hốc hai ba bún nè nha. Rồi này này đúng rồi, nó hút nước cũng chua. Đó, đó. Nó bún ghê không? Đúng rồi. Nó. Học cách lắng nghe. Bắt đầu bằng cách chỉnh sửa sự của con. Cùng. Nó dốc nè, nè đây. Đó. Một thau tôm. Rồi anh em hả? Rồi nè. Nè còn càng càng đó. Nó đẩy lội đó nghe, đẩy lội đó, ghẻ bò kìa đó đó. Đùa mày đá ly mày. Bốn con này con nào bò xuống xuống đây trước là đá. Đó đố mẹ càng đâu càng bự hơn đó. Con bên kia bự. 2 4 6 con tôm con nào càng bự. Tao đố mày nè, bốn con nào lội trước cho mày chọn đó. Lội xuống đây nước này trước nè. Rồi, 5 con luôn nè. Đó. Con này lội trước nè. Chưa. Chưa thả hết nè, đó, rồi đó. Con này lội trước nè. Ê, ê. Lội rồi. Rồi rồi để đi, gọi chưa? Rồi chưa? Rồi. Trời bây giờ không đúng. Trong năm con này lội trước. Không có mày phải chọn mới được. Rồi bú đi. Tại điểm vọng hai ba chọn con đi, rồi điểm vọng ba. Con phải chọn được. Rồi, tao chọn con này lội trước nè. Con này đúng không? Ừ. Nè, tao dỗ hào là ừ. Xuống đúng không? Ừ, lội con. Lội con. Đó mày uống ly. Đó. Nghe anh em đó, nghe anh em. Cái đó mình nói thiệt tình. Mùa quậy ta. Nên nghe anh em nè. Mùa quậy tại. Còn mày lấy gì mình chặn ngang đi mình dở lên đi găng đó gà đó. Thôi cho mày chọn đó. Đồ nào? Cho mày chọn. Tao chọn con bự đó. Con bự này quá. Được không? Rồi vô. Chưa. Được chọn con nhỏ này nè. Ừ, 1 2 3 vô. Rồi. Mẹ ơi, con bự xuống trước. Con bự xuống trước rồi, mày thua. Con nhỏ nằm im. Không cái này thua nha. À xin thua nha anh em. Con nhỏ con mì vô lầm đó đó. Cái này nó chọn lại cái con đó đó. Cái này là ai chia thua của ngàn nghe anh em ơi. Con bự bò nãy giờ. Cái này còn 4 con nha. Cái này là mình chơi thiệt tình nghe anh em chứ không có nói dốc nói chơi nha. Anh em nào có theo dõi kênh mình thì cho mình một like, một share, một đăng ký. Rồi bữa nào mình kiếm cái giải trí nào mình cho anh em mình xem hay hơn nữa. Mình còn nhiều lắm nhưng mà giờ mình chưa suy nghĩ ra. Đây. Bốn con đó không nhớ không có con nào mà chạy chứ. Đó, bốn con nào? Con màu đen nhất đó. Con này không? Ừ, rồi. Con nào? Con này. Rồi, con đó rồi, chạy. Rồi, 1 2 con này chạy nè. Rồi, thì cứ như uống ly đi. Uống đây. Đây. Cái này, này nè, nó. Cái này mình ấy thiệt nha anh em. Đó, bò không? Bò đúng không? Đang bò nè. Bò nó ngưng luôn rồi. Bò. Bò. Cho nước chưa ngập nè hả? Chưa nước ngập rồi nó chưa bò, nước cạn mới bò. Thấy không? Đang tao để muốn lột rồi. Đó. Bây giờ mình cứng không à. Không bây giờ mình ngâm nó đi. Bóp nhẹ. Để bây giờ mình ngâm đi, mình ngâm nó mềm lắm. Mình ngâm nó chút xíu đi. Tao chừa là chừa mấy người tâm cứng lại chứ không phải chừa mấy người tâm lột. Tâm lột là mình hấp cho. Thôi quay luôn. Ta đi mất nháy á, ta đi hẳn lại, ta chụp rồi gọi nè, đi cài cài nó chụp cái nó bỏ vô. Khỏi cần gọi nó mập dưới đất đi. Rồi mày gọi cái đèn ăn trước đi, mà thấy dạ xuống cái chụp cái tay cái đi ngay trước nữa. Từ từ mày nói á, là gọi đèn nó thấy mắt nó đỏ. Mày ai mặt đỏ, còn nhai mặt trắng. Mà mày thấy, còn tao đâu có thấy được. Tại vì... Tao chỉ nữa mà nó chỉ gì không. Mà chỉ mà ngặt không có thấy con ếch sao mà chỉ là không thấy luôn nữa mà ta đi xuống người ta gọi gọi đèn ta thấy nó là ta chụp được có ta thấy nó nhảy thì ta bắt được ta thấy nó nhảy là chụp được.